Mọi người đuổi cô ta xuống đi. Đây là ca sĩ cướp chồng của Lina đó. Đúng vậy, cái đồ mặt dày, không biết xấu hổ. Rồi, xuống Liêu, đi. Em sao rồi? Đi. Tôi đã hết chịu nổi rồi. Anh đừng có làm phiền tôi nữa, trước khi tôi ghét anh hơn. Đồ đây. Anh Thèn Phun muốn tôi mặc bộ này thật hả? Anh Roger ra lệnh mặc bộ đồ này. Nhưng mà tôi chưa bao giờ mặc như vậy. Anh Roger nói rồi, Liêu không hợp mặc đồ công chúa nữa. Phải tạo hình tượng này mới kích thích. Mẹ, con không biết ngày xưa mẹ là ca sĩ đó. Nhưng hôm nay mẹ lên đây không phải để kêu con bỏ làm ca sĩ. Nếu đó là hạnh phúc của con, là ước mơ của con, thì con cứ làm đi. Mạnh tay cầm cây cối cả ngày lắm tôi lại đây gọi Thái mời anh nếm thử nào. Hỡi chàng trai tấm lòng em đã yêu người rồi nào, cầm 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 ớt 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 dầm 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 dầm. Vùng quê của anh đang chất phát từ ngày nhưng chân chất tình sống thôn thương mến, bắt cua trong đồng ra xã tay làm cá luôn đuối nhưng vui mà mặt em không hề tha kem. Song phấn làm chi không quên, cuộc sống quanh năm làm xóm tùng. Anh rồi cho em biết nhé, muốn chờ đợi câu nói giữa ngày một cố gắng. Nhiều thôi thật hạnh phúc, người làm em vui đến rớt cây cối cái gầm. Yêu em cứ lời ghê, yêu anh đâu dám lời đâu. Cởi áo quấy ra, hãy cùng màu giúp đi, nhanh lên. Cứ thế lấy cà chua, gói ốc bông xay muốn cây rồng chảy dầm. Em làm anh thớ sặc luôn, ngọt ngọt cây chua cuốn em bay trên đường. Đêm đêm trong răng sao ở cao, ai xuyến sao một chiều đây. Tôm khô trộn chung, đu đu xanh. Tôm khô trộn chung, đu đu xanh. Mạnh lên mạnh lên mạnh lên, cầm cây cối cả ngày lắm tôi lại đây gọi Thái mời anh nếm thử nào. Hỡi chàng trai tấm lòng em đã yêu người rồi. Hey! Woo-hoo! Woo-hoo! Hay quá! Ý, gợi cảm quá anh Roger. Đoạn cuối còn làm mọi người bất ngờ nữa. Tôi nghĩ sẽ nổi lắm cho coi. Lần này đảm bảo lượng rating sẽ tăng vọt. Đúng vậy đó. Hai cô, sao lại làm như vậy với tôi? Xin lỗi nha Liêu, anh Roger ra lệnh cho chúng tôi. Anh Roger à, cho tôi nói chuyện với anh. Màyรักอยู่ยากรักมากอยู่ได้ผู้ชายส่วนใหญ่แพ้ทางดาวยั่วไม่รักอยู่ยากหรือต้องรักมากๆผู้ชายถึงไม่พรากอยู่ยากชอบพรากผัว Nè anh Acha, anh thấy bài hát mới của tôi làm sao vậy? Có được không? Ôi, anh Acha không quan tâm gì tới tôi hết à? Anh chăm chú coi gì vậy? Hả? Gì đây? Phải làm tới như vậy sao? Chuyện này chắc chắn là do anh Roger làm rồi. Như vậy với anh Roger còn là nhẹ đó nha. Việc mà anh kêu làm tôi thấy rất quá đáng đó anh Roger. Quá đáng chỗ nào? Tốt vậy còn gì. À, thấy không, hàng ngàn người xem tin của tôi trên Instagram kìa. Anh Roger, anh xóa nó đi. Sao phải xóa chứ? Bởi vì tôi không đồng ý. Tôi trở thành ca sĩ, tôi muốn được mọi người công nhận bằng chính khả năng hát của tôi, chứ không phải như vậy đó anh Roger. Nè, Tôi nói cô thời buổi này á, nếu như làm ca sĩ hát hay thôi thì vẫn chưa đủ đâu. Để tôi ví dụ cho nha. Một người đứng ra cúng dường, cho nhà sư ngồi thiền và hay đi làm từ thiện, với hai người phụ nữ đánh nhau để giành đàn ông, khán giả sẽ tập trung vào xem cái nào hơn? Hả? Tất nhiên là xem phụ nữ giật chồng nhau rồi, đúng không? Thời buổi này cô biết rồi đó, họ thích xem những cái gì kịch tính, họ thích xem những cái gì gây cứng và mạnh bạo. Nhưng mà tôi không làm như vậy được. Anh Roger, anh đừng có ép tôi như vậy nữa. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi vì đã ép cô quá nhiều, phải không? Từ bây giờ, cô không làm cũng được. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, cô phải bồi thường thiệt hại do không tuân thủ hợp đồng lao động 10 triệu bạc đô. Anh nói cái gì? Hả? Tôi cho cô ký hợp đồng không phải là vì tôi không tin cô, mà tôi sợ khi cô nổi tiếng rồi sẽ có người cướp cô đi. Tôi đảm bảo ở đây không ai lợi dụng cô hết trơn á. Cô cứ đọc đi. Tiền lương mỗi tháng được nhận là 5.000 bạc. Ai ngốc mới không chịu ký. Ôi, ký điệp Liêu. Nếu như cô nghĩ tôi nói dối thì cứ cầm lấy mà đọc. Mười triệu. Là 10 triệu. Ôi, mình phải chịu bị ép buộc như vậy cho đến khi hết hợp đồng sao? Mình không chịu nổi đâu. Có ai cho mình vay 10 triệu bạc không ta? Đừng làm phiền con tôi nữa. Muốn bao nhiêu nói đi. Con đưa ra cái giá đắt lắm đó bác sĩ xạ xa. 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu hay 10 triệu tôi sẽ trả cho cô. Cô đúng là loại phụ nữ không biết phép lịch sự tối thiểu mà. Nửa đêm còn đến quấy rầy giờ nghỉ ngơi của người khác là sao? Thật là không nên đến đây mà Liêu. Có chuyện gì nghiêm trọng vậy hả? Hay cô đổi ý rồi? Cô chấp nhận đề nghị của tôi rồi có đúng không? Dạ không có chuyện gì. Con xin phép bác. Khoan đã, nè. Đã mặc giày bước chân vào đây rồi thì cứ mạnh dạn nói đi. Đổi ý rồi đúng không? Muốn lấy tiền của tôi đúng không? Hả? Sao tự cao tự đại lắm mà. Vậy mà còn dắt mặt đến đây làm cái gì? Ở đây chỉ có hai chúng ta mà thôi. Không phải tỏ vẻ tốt lành hay tỏ vẻ làm nữ chính đáng thương đâu. Đúng vậy. Con đến đây vì con muốn tiền của bác. Bao nhiêu? 10 triệu bạc. 10 triệu bạc? Dạ phải, 10 triệu bạc. Bác gái có đủ tiền hay không? Con trai của bác hả? Yêu con say đắm dữ lắm. Bởi vậy nếu muốn con không làm phiền anh ấy nữa thì cũng khó lắm đó bác. Xem như bù công sức cho con. Bác có tiền không? 10 triệu bạc. Để đổi lại tự do cho con trai của tôi, nhiều đây chẳng là gì. Cầm đi và biến khỏi cuộc đời con trai của tôi. Liêu, em làm gì vậy? Cô đến đây tìm mẹ vì 10 triệu bạc để biến khỏi cuộc đời của con đó. Mẹ không phải kể đâu. Con đã nghe thấy hết từng lời từng chữ. Con có thấy không? Cổ khát tiền, xem tiền quan trọng hơn con. Nếu cổ về làm dâu nhà này chắc chắn sẽ bòn rút tiền của mẹ đến mức phá sản luôn. Tôi thật không thể ngờ được là cô tới đây để tìm mẹ của tôi, và còn đòi số tiền lớn tới như vậy nữa. Cô xem cảm xúc của tôi dành cho cô chỉ đáng giá bằng tiền thôi hay sao? Tôi đau mà, bỏ ra đi. Đau lắm. Điều đó đã đau rồi hả? Vậy cô có biết tôi đau đớn tới cỡ nào khi biết cô là người như vậy không? Mà cũng đúng. Từ đầu cô đã như vậy rồi mà. Từ lúc tôi thuê cô để làm người yêu, thậm chí là màn trình diễn khiêu gợi ở trên truyền hình kia, tôi thấy cô là loại người sống vì tiền. Phải đó. Bây giờ anh mới biết tôi như vậy à? Tôi là đồ nhà quê, nghèo hèn, không có trình độ học vấn. Khi có tiền dụ dỗ thì tôi sẽ sẵn sàng làm tất cả, vì tiền rất quan trọng. Còn tình yêu ngu ngốc của anh không có giúp tôi no bụng được đâu. Vậy à? Tiền quan trọng với cô tới vậy sao? Phải. Nếu như vậy, tôi sẽ đưa cô 20 triệu, đổi lại cô phải giả làm bạn gái của tôi suốt cả cuộc đời, đi theo tôi vô điều kiện. Có đồng ý không? Tôi không phải là người phục vụ sự thèm khát của anh đâu. Nếu như phải sống với hạ người như anh, có cho tôi cả 100 triệu tôi cũng không lấy. Nhớ Cherry quá, lâu quá không thấy xuất hiện làm chuyện kịch tính. Liêu Lâm không hợp với phong cách gợi cảm, trông giống như bị ép buộc. Khi nào thì chị Cherry mới có ca khúc mới đây? Hay là mình làm ca khúc mới cho Cherry ta? Ôi, xin chào anh King. Tất nhiên là tiện nói chuyện rồi. Ôi, nè, nghe hay đó nha. Nè, tôi sẽ tổ chức buổi ra mắt thật hấp dẫn, và tôi sẽ đảm bảo với anh á, mọi người sẽ trầm trồ. Được chứ, trời ơi, không thành vấn đề. Tôi sẽ làm vậy. Ok luôn, chắc chắn với anh mà. Khách hàng tự tìm đến rồi. Đúng là tuyệt vời. Sao nó lại ở đây chứ? Nhờ anh nói giúp Liêu, nhớ mở ra xem nha. Cảm ơn anh. Được. Tom, anh có đang bận gì không? Nói chuyện được không? Tôi thấy sổ ghi lời bài hát nằm ở trong đống sách. Anh nhặt nó từ thùng rác giữ lại cho tôi đúng không? Sao anh không nói với tôi chứ? Anh cũng biết tôi tìm nó mà. Sao lại ghét tôi hả? Dù sao cũng cảm ơn anh. Tom, nè Tom. Tom à. Tắt máy luôn rồi. Tôi xin lỗi nha Blue. Bác làm cái gì vậy? Là tôi đã ra lệnh đó. Biến ra khỏi nhà và biến khỏi cuộc đời con trai của tôi. Biến đi. Đúng thật là. Tên ngựa xấu xa, đồ điên khùng. Sao hôm đó anh không nói với tôi? Cái tên ngựa điên khùng đồ biến thái. Sao lại khiến tôi yêu anh chứ? Anh xuất hiện để tôi yêu anh làm gì? Tại sao? Tại sao đời mình lại gặp phải những chuyện này? Tại sao số phận lại không ưu ái mình chứ? Anh à cha. Hôm nay ca sĩ ở quán hát bài của cô, nhưng mà hát không hay bằng cô. Alo anh cô. Chuyện gì vậy Blue? Tôi đến quán của anh cô được không? Tôi không muốn ở một mình. Được chứ. Tôi cũng đang muốn gặp cô đây nè. Lát nữa chúng ta gặp nha. Nè cô. Cô về trước đi, Liêu sắp đến rồi đó. Còn nhanh hơn là tôi nghĩ nữa. Tốt lắm. Đúng lúc. Đồ chơi đang có đầy đủ. Tôi đã mở đường cho anh rồi đó. Đừng sơ suất là được. Vì nếu sơ suất, anh đừng mong làm gì được tôi nữa. Mình có nặng lời quá không? Liêu gọi đây mà. Anh Roger. Alo, tôi nghe nè anh Roger. Có chuyện gì vậy? Xin lỗi vì đã gọi muộn như vậy. Tiện nói chuyện không? Dạ được. Tôi vừa nói chuyện với lại khách hàng xong. Nè, đang có một việc rất là hấp dẫn, rất hợp với lại Jerry. Nếu được thì cậu á đến nhà tôi gặp tôi được không? Để cùng bàn ý tưởng. Bây giờ luôn đi nha. Nhưng mà đừng có nhân nhị gì hết á. Tôi đặt đồ ăn cho, rồi đến cùng nhau nói chuyện. Rồi lát nữa gặp. Được, tôi biết rồi. Chuẩn bị đầy đủ đồ hết rồi đúng không? Ok, tốt lắm. Tôi nhờ đàn em chuẩn bị thuốc xong hết rồi. Thuốc giảm đau hay là thuốc dị ứng vậy? Thuốc đó không màu, không mùi, không vị. Trộn với nước gì cũng được hết. Có tác dụng trong 5 phút. Sau khi uống nó vào rồi thì sẽ có cảm giác nửa tỉnh nửa mê. Cái gì cũng sẽ mơ hồ không rõ. Mặt mũi thì nóng rang. Nếu như sờ vào người sẽ tê râm ran, tê tái. Đến mức không muốn mặc quần áo. Hay nói đơn giản hơn, đó là thuốc hưng phấn. Chết rồi, anh có dùng thuốc này với tôi hay không vậy ha? Hình như là cô đã trải qua rồi mà. Chà, mạnh miệng quá. Cô ta sắp tới rồi đó. Giờ tôi phải đi đặt máy quay lén để sau này còn có chứng cứ chứ. Cô còn độc ác hơn tôi tưởng nhiều đó. Tôi sẽ coi như đó là lời khen. Úi, anh Roger gọi làm gì không biết nữa. Alo, anh Roger hả? Anh gọi khuya như vậy có chuyện gì hay không vậy? Hả? Muốn em tới nhà gặp anh luôn á hả? Bàn công việc hả? Em cứ tưởng anh mỏi. Mai không được hả anh Roger? Dạ được. Vậy lát nữa gặp anh ha. Dạ. Tôi không ở lại quay lén được rồi. Nhưng mà còn anh, nhờ anh quay lén rồi sau đó gửi clip lại cho tôi ha. Không được để sơ suất đó. Nếu làm tốt thì tôi sẽ thưởng rất hậu hĩnh. Tôi đi nha. Tôi chờ cô nãy giờ, cứ tưởng là cô không đến không à. Dù sao tôi cũng phải đến mà. Bây giờ tôi không có ai để trò chuyện hết. Đến vậy luôn hả? Có vẻ như cô đang có chuyện gì đó giấu kín ở trong lòng. Nếu như cô đang gặp chuyện gì á thì cứ kể với tôi nghe đi. Kể hả? Để tôi kể cho anh nghe. Cứ bình tĩnh đã. Mà nè, qua bên kia ngồi trước. Đi, theo tôi. Mời cô. Liêu Lâm, cô cứ ngồi ở đây chờ tôi chút nha. Để tôi đi lấy đồ uống. Dạ. Mời cô. Ai, tới rồi đây. Ê, này, cô uống từ từ thôi, dễ say lắm đó. Tôi thường nghe nói rằng lúc mình say sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn, nên tôi muốn say, tôi muốn hạnh phúc. Chắc là cuộc sống của cô đang rất nặng nề có phải không? Cô có muốn kể gì với tôi không? Thì cô cứ kể đi, biết đâu cô sẽ nhẹ nhõm hơn. À nè, mời cô. À cha đến rồi hả? Nè, đồ ăn nhiều lắm, vẫn còn đang nóng á. Chờ chút nha, Cherry đang đi vệ sinh. Jerry cũng đến đây sao? Có đến chứ, việc của Jerry mà. Đêm nay sẽ dài lắm. Dạ được, vậy để tôi dọn sẵn đồ ăn trước nha. Ờ, được đó. Tôi đã từng nghĩ nếu như tôi theo đuổi ước mơ, tôi sẽ trở thành ca sĩ như mong đợi. Lúc đó tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng khi ước mơ thành sự thật thì nó không như tôi nghĩ. Càng ở vị trí này lâu thì càng không có hạnh phúc. Hạnh phúc càng ngày càng ít. Cuộc sống của tôi hiện giờ đã hoàn toàn thất bại. Dù là công việc, tình yêu. Tôi đã nói nhiều quá đúng không? Anh đừng chán tôi nha. Không sao đâu. Tôi sẵn sàng lắng nghe cô mà. Tôi xin lỗi nha. Tôi chỉ sợ thốt vào miệng của cô. Cảm ơn anh. Mà sao tôi cảm thấy tay của anh lại nóng vậy? Hay là mặt của tôi nóng? Để xem coi. Ê, trời. Nóng thật đó. Ê, để tôi dẫn cô đi rửa mặt nha. Chắc là cô uống say rồi. Đi. Sao trong người cô nóng đến vậy? Tôi đâu có pha rượu nặng cho cô đâu. Đi nào Liêu. Anh định làm gì tôi vậy? Tôi yêu cô mà Liêu. Đừng mà anh, cô đừng mà. Tôi yêu cô lâu lắm rồi. Yêu từ cái ngày đầu tiên tôi gặp cô. Đã vậy hiện giờ cô còn là ca sĩ nổi tiếng. Tôi càng muốn có được cô hơn. Đừng mà anh cô. Đừng làm vậy mà anh cô. Đừng mà. Anh cô, tôi xin anh. Đừng mà. Đừng mà. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Có hay không? Ê, tôi biết là tôi quên gì rồi. Tôi quên làm báo cáo. Anh cô. Đừng mà anh cô. Anh thả tôi ra đi. Đừng mà. Có người nói với tôi á là phải gửi báo cáo, bởi vì họ sợ tôi không có được cô thật. Đồ biến thái. Biết vậy tôi đã không tin tưởng anh rồi. Hét to lên đi Liêu à. Hét to lên đi. Cô càng hét to lên tôi càng thích. Đừng làm vậy mà anh cô. Tôi xin anh. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Có ai không cứu tôi với. Đừng mà anh cô. Đừng làm vậy. Đừng mà. Cứu tôi với. Có ai không cứu tôi với. Buông ra. Ai vậy? Tên cô đồ điểu cắn. Sao mày dám? Sao mày dám làm vậy với Liêu? Liêu, 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 em sao rồi? Liêu, anh đã nói với em rồi mà, đừng có tới đây một mình nữa, nguy hiểm lắm. Hả? Clip, Clip, anh ta quay clip, tôi. Liêu, ôi, Liêu, Liêu, ơi. Liêu, đây là đâu vậy? Mình đang mơ sao? Em không có mơ đâu. Là thật đó. Là anh. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây hả? Đây là chung cư của anh thuê đó. Lúc đầu thì anh có ý định chuyển tới đây sống. Nhưng lúc đó ba của anh lại mất. Anh không muốn mẹ của anh ở căn nhà đó một mình. Còn em, thấy sao rồi? Tôi khỏe hơn rồi. Chỉ hơi chóng mặt thôi. Mà anh, sao tối qua anh biết tôi ở đó chứ? Anh nói cái gì anh cô? Liêu Lâm đang ở quán rồi hả? Đang say lắm hả? Chắc là mới cãi nhau với anh A Cha. Chăm sóc cho tốt đó. Anh cô đang ở đâu? Anh ấy về rồi. Về làm sao được? Xe còn để ở trước quán mà. Tôi nói thiệt mà. Anh à, không được vào đâu. Đừng có cản tôi. Nè, Không muốn ngồi tù thì đừng có xen vào. Tạm thời em cứ ở đây đi, đừng vội về chỗ của em. Tình hình hiện tại bây giờ rất nguy hiểm cho em đó. Anh đừng có ra lệnh cho tôi. Anh có quyền gì mà ra lệnh? Anh nói như vậy cũng chỉ là vì anh lo cho em. Không cần anh thể hiện lòng tốt, nó không làm cho tôi thấy anh tốt hơn đâu. Ê, bỏ tôi ra. Đã nói là bỏ ra. Bỏ ra. Nè, anh định làm gì tôi hả? Bỏ ra. Em tưởng một mình em làm gì được anh sao? Bây giờ anh phải lên công ty rồi. Anh sẽ nói là hôm nay em bệnh nên xin hủy hết lịch làm việc hôm nay. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi, để còn có sức mà chống cự lại anh, có hiểu không? Anh dám! Tránh ra! Đồ biến thái! Cái tên kia! Ai thấy đồ cho mình vậy? Ai? Đồ điên! Đồ biến thái! Đồ bệnh hoạn! Anh thay đồ cho tôi hả? Ai? Cái gì vậy? Tài khoản công ty bị báo động đỏ luôn hả? Từ khi MV của anh Sam phát hành, công ty không có hợp đồng nào cả. Đáng vậy, các nhà tài trợ cũng dần rút vốn luôn. Sam có biết chuyện này không vậy? Anh Sam nói anh đang đi nghỉ, cho nên anh không có nghe máy, không liên lạc với ai. Đúng là nghiệp của mình mà. Tài khoản báo động đỏ như vậy, chẳng biết công ty còn tồn tại được hay không nữa đây nè. Tôi không muốn thấy sếp phải căng thẳng. Cảm ơn Khung nhiều nghe, vì đã có lòng động viên tôi. Tôi cũng sẽ cố gắng. Tôi giơ hai ngón tay không phải là để động viên sếp. Ý của tôi là không quá 2 tháng chắc chắn công ty sẽ đóng cửa. Yêu anh đâu dám lời đâu, ngại khi hai ta đứng gần. Cứ thế lấy ta chua. Liêu chết rồi. Mẹ mà thấy là mình chết chắc. Mới vừa nói xong. Alo mẹ. Mẹ cho con làm ca sĩ, chứ mẹ không có cho con ăn mặc hở hang như vậy đâu Liêu. Mẹ ơi mẹ, con cũng không có muốn vậy đâu mà mẹ. Anh Roger bắt con làm vậy đó, con cũng không biết phải làm sao nữa. Thì con từ chối họ đi hả? Tay chân mũi miệng con có đủ mà. Không muốn thì đừng có làm. Con cũng đã có nói rồi, nhưng mà anh Roger lấy hợp đồng ra dọa con, nói là nếu như con không làm theo hợp đồng thì sẽ phải bồi thường 10 triệu bạc lận đó. 10 triệu? Dạ đúng rồi đó mẹ, 10 triệu bạc. 10 triệu bạc lận đó mẹ. Ôi, nghe mà muốn xỉu. Vậy thì con phải chấp nhận ăn mặc hở hang rồi hát trên tivi như vậy hay sao? Dạ chắc tạm thời phải vậy rồi, nhưng con sẽ cố tìm cách. Con nhớ phải thiệt cẩn thận vào. Mẹ không muốn con giống như mẹ, con có hiểu hay không? Con hiểu rồi mà mẹ. Để con nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo. Nè, có chuyện gì là phải gọi cho mẹ liền đó, con có biết chưa vậy? Dạ mẹ. Hay là mình về phòng dọn đồ, rồi sau đó làm gì sẽ tính tiếp. Lúc tôi ở quê với mẹ, lúc mẹ bán gỏi đu đủ, tôi đứng hát theo bên cạnh. Đó là hai điều làm tôi thấy hạnh phúc nhất. Đây, mẹ cô đẹp thiệt nha, nhưng sao trông hai mẹ con chẳng giống nhau gì hết vậy? Bơ rung chạy là mẹ của Liêu Lâm. Vậy Liêu Lâm là con gái của mình. Được rồi, tôi sẽ gửi mail cho anh liền, đảm bảo anh sẽ ngạc nhiên. Ok, được mà, chào anh. Anh Roger, thật ngại quá, xin lỗi anh nhiều về chuyện tối qua nha. Tôi bỏ đi quá đột ngột. Sao cậu không nói với tôi, ảnh hưởng đến công việc đó. Tôi thành thật xin lỗi mà, lúc đó có việc gấp. Chuyện gì? Thì là chuyện ở nhà thôi, là có mấy chuyện rắc rối. Mà anh Roger, nếu nghĩ ra ý tưởng tôi sẽ báo cho anh luôn, có được không? Không cần nữa, tôi và Cherry đã nghĩ xong rồi. Tôi cũng vừa nói chuyện với khách hàng xong. Được rồi, cậu cứ làm việc tiếp đi. Dạ được. Mà nè, tìm Lưu Lâm đến đây gặp tôi, Cô ấy xin nghỉ. Hôm nay cô ấy không được khỏe trong người. Bị gì vậy? Chuyện này tôi cũng không biết nữa. Tôi xin phép. Chuyện tôi nhờ anh đi điều tra tới đâu rồi? Có kết quả không? Vậy xử lý tên cô kiểu gì đây? Đánh thuốc người khác và lén quay clip sao? Tôi nói thẳng luôn nha, tôi không thể nào chấp nhận được. Dù sao cũng cảm ơn anh vì giúp tôi làm việc với cảnh sát. Nhanh chóng giải quyết giùm tôi đi. Tiêu thiệt rồi. Nghe máy đi. Alo, có chuyện gì? Tối qua anh làm cái chuyện điên khùng gì vậy? Cô hỏi làm gì? Cô thừa biết tôi làm gì mà. Không thành có đúng không? Đúng vậy. Nhưng tôi không biết ai cha từ đâu xuất hiện. Không hiểu sao có thể vào đây được nữa. Tôi nghĩ là anh phải đi trốn, mau lên đi. Anh ta đã báo với cảnh sát rồi. Chết thiệt rồi. Nếu như cảnh sát đến đây á, cả đám chết chắc luôn đó. Nè, anh nhớ phải cẩn thận đó. Đồ đạc gì ở trong phòng cất cho đàng hoàng. Cherry, cô thử nghĩ coi, cô có quen ai máu mặt hay là quan hệ rộng hay không vậy? Có máu mặt hả? Tôi nghĩ ra rồi. Có một người. Anh có con hả? Cậu cũng biết rõ con gái tôi luôn á. Hả? Liêu Lâm. Liêu Lâm? Ca sĩ Liêu Lâm. Cô ấy không hạnh phúc. Đó là ca sĩ của tôi. Nếu tôi muốn anh hủy hợp đồng, vậy phải làm sao đây? Muốn tôi gợi cảm nữa sao? Phải đó. Tôi không muốn. Vậy thì cô trả đi 10 triệu bạc. Em có vấn đề gì với Roger sao? Không có gì hết. Anh nghe loáng thoáng là chuyện tiền bạc gì đó.